chi bay bên lô hứa gió lúa
gian cũ dần ra đủ mài lũ nhé anh em nhang long lầy lũ bó lầy ngoài nhà em ính mò ai chết năm ta phố mùa lón lại ca khay bay nỡ phố mía thở coi bứng lè cằn muôn chờ cũ già chết chờ ai của em nở chép khó rằng bản năm ta chẳng khôn xứ nguồn coi dù em nở bia nắc nhà xếp lại coi dù ai nở lâu kê ai nhá kín lại câu mi lù dù nặng ai em mù ma bét cái nhà tành lại tô khóc mò nhà hay nhà ná tức lại bầu mi lù trời cùng mù những liều khay chi bay bên lù vươn gió lù ông phua chờ ai em há cơn há cũng khổ lai ai sao chàng xưa chưa ngờ lù xú phua bắc khen bắc có em lắc khai trong xứ hờ lù gian phú gian ra lù ngài lù nhé chờ ai em đủ bầy hươn phua lũ phua chờ ai em há con há cũng khổ lai ai sao chẳng xưa chưa ngờ lũ xú phua bắc khen bắc có em lắc khai trong xứ hờ lu gian phú gian ra đủ ngài lũ nhé
hơn nào cặp cùng trường không em bao mi hờn bên ba hơn sau coi kinh coi rú là em ngắm một ai em nhớ hay luôn na phim phong tặng cầu khá lô bên ba hơn sau là em ơi mong con phố ra chờ ly phố học phố bánh nhà dẹp lu em khổ lại chưa mi qua mà chờ coi số lô nó bay ơn phùa nhà mỏm nó lô hùa chờ em ơi ô phùa lắc coi tiếu hại em nờ dệt bao già nế ít say coi má su em ai em cho là cây mô lù há bay âu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bầy âu lu. Thank you.
đồng tạ trao tên đàn tàu về kỳ đồng khăn đi để nhìn mật khẩu bóng vai trở sọng đàn thao cò vượt bố đun chẳng nhớ sừng bà sư vi nhập đồ lạ chẳng nhớ sừng rau cải khét đâu chẳng đầy chôn đồng bàn cưới sát tứa chẳng đầy bế sửa phù bó ma sát năm chẳng đầy bác khẻm bóng hợp chôn phải phẩu sát tứa chẳng đầy biệt phủ chờ bình trăm chờ tàm đàn châu đài tề đa và đi xong bón phu già tàn ai mới chảy bơ chỉ một tàu đồ lạ thao con hai cải cát đọc bay bung trên đúng bất tín xin cò trắng khẩu bay khải hó hợp nhất thường giàu của bà bớ lòng vì sức khỏe cò xuống tóc bà tổ chức chương trình bờ đi để xóm phép vào phép nhà yên lộ văn khẩu sau này ở sòng đàn đòi heo nạc hải tà bông nê và nên mà tăng sự khấu với học sản nghe trẻ đế và còn một bước trong toàn được sống từ lán hơn số mấy yên bồng đề. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trẻ trân trọng và kính mến, và như chúng ta thì biết rằng là yêu nhau thì chẳng quản xa gần, cầu không tay vịt thì cũng lần mà sang, yêu nhau chẳng quản lần than mấy số có lợi và mấy ngàn anh cũng qua. Vâng ạ, vâng ạ, chủ đề tương lai chúng ta mang tên Văn Triển đến từ xã Phúng Tra cũng đã gặp được em Thu Thầy và hai em cũng đã bén duyên với nhau. Được rồi, em về thưa với mẹ cha, mẹ cha đồng ý cho là lên mình, và rồi anh cũng về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta. Và ngày hôm nay thì được sự nhất trí của hai bên gia đình, sự ủng hộ của hai bên gia đình, sự đồng tình của tất cả anh chị em, cô dì chú bác cũng đã có mặt ở trở về đây trong buổi trưa hôm nay. Và sau các bạn đây thì ban tổ chức của tôi Minh Thành và Minh Thích không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, cho các Minh Thành và Minh Thích xin được trân trọng kính mời hai nhân vật chính ngày hôm nay, đó là em Thu Thành và Văn Triển, sẽ cùng ngàn nắm chặt tay nhau di chuyển về sân khấu để cùng ra mắt diễn kiến tới toàn thể quý vị. Đó chính là hai nhân vật đặc biệt quan trọng nhất. Vâng, hai nhân vật cho chúng ta lý do có mặt để cùng trở về đây, để cùng hội tụ và để cùng đông đủ, để cùng chứng kiến và để cùng chúc mừng, vâng, hạnh phúc tương lai cho hai em, đó chính là Văn Triển và Thu Thành. Vâng ạ, giờ chúng ta thì để cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai em để đến một cái gọi là lễ thành hôn sau này. Vâng ạ, khi được chọn được ngày tháng tốt thì hai em sẽ tổ chức lễ vu quy cũng như lễ thành hôn để đến với nhau. Và giờ chúng ta thì có thể quý vị chúng ta có thể đổ ra một tràng tay thật lớn trị giá 1 tỷ đồng để cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai em, đúng không nhé? Vâng, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, hai em thì cũng đã trở về sân khấu để cùng ra mắt cũng như để cùng diễn kiến tới toàn thể quý vị và các chúng ta có mặt ở trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Vâng, có hai em thì chắc chắn không thể thiếu đi những việc làm cha làm mẹ, những người sinh ra hai em, vâng, những người cho chúng ta lý do ngày hôm nay, đúng không ạ? Vâng, giờ hôm nay xin được trân trọng kính mời đại diện bên phái đoàn họ nhà gái, vâng, bố mẹ của em Thu Thành sẽ cùng di chuyển về sân khấu. Xin được trân trọng kính mời bố Lường Văn Tỉnh và mẹ Cà Thúy Tranh sẽ cùng nắm chặt tay nhau di chuyển về sân khấu để cùng đứng về bên em Thu Thành để cùng ra mắt diễn kiến tới toàn thể quý vị. Và một lần nữa quý vị cùng quên dành một tràng tay thật lớn để cùng chào đón phái đoàn hoa nhà gái, đúng không ạ? Vâng, thật đúng là có nam có nữ thì mới nên xuân, có nhà trai nhà gái thì mới nên vần thông gia. Vâng ạ, vừa rồi chúng ta vừa được chào đón bên phái đoàn hoa nhà gái rồi, một thành phần không thể thiếu để tạo nên một bầu không khí của buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay, đó chính là phái đoàn hoa nhà trai. Vâng, giờ đây là Minh Thành cũng xin được trân trọng kính mời, vâng, đại diện đó là bố Lò Văn Lả và mẹ Lò Thị Xuân sẽ cùng nắm chặt tay nhau di chuyển về sân khấu để cùng đứng về phía bên em Văn Triển đẹp trai hạnh phúc dạng người nhất trong buổi trưa nay. Và một lần nữa quý vị không quên dành một tràng tay thật lớn để cùng chào đón phái đoàn hoa nhà trai, đúng không ạ? Vâng, sau sắp tới quý vị và chúng ta có mặt ở trong buổi trưa ngày hôm nay thì cho phép bà gia đình nhà trai nhà gái cùng hai em Văn Triển và Thu Thành sẽ được quý chào tới toàn thể quý vị một cái quý chào thật sâu để cảm ơn tới toàn thể quý vị. Xin phép được bắt đầu. Chúc tất cả toàn thể cộng đồng khách nhìn xin mời xin em xung quanh xung quanh trong bà lòng vì sức khỏe cờ chúng ta bà tổ chức chương trình bà đi để sớm phát vào phát đề em được phát khẩu sau này bà học kể kết bà với giá tán ai có nạc hải tạp bà mê trong bà hồn chất đỉnh chất ngăn đổ sổ xuân đi hồn chất đỉnh chất nghiệp sống là thông có nạc hải tạp bà mê tôi với đại quân thương là bệnh của trời, thương tư là bệnh của tôi yêu nàng, hai thôn thì khắc cổng khắc làng, cho em bên ấy cho chàng bên đây, cho tình yêu đẹp hôm nay sắc hoa màu cưới vui ngày hôm nay. Và để rồi thì các bạn trẻ chúng ta ngày hôm nay thì em Thu Thành và Văn Triển đã về thưa với hai bên gia đình, và ngày hôm nay thì được hai bên gia đình chọn được ngày lành tháng tốt tổ chức lễ ăn hỏi cho hai em Thu Thành và Văn Triển. Vâng, có xin phép mặt của tất cả quý vị anh chị có mặt trong buổi trưa hôm nay, được sự đồng tình của tất cả mọi người có mặt trong buổi trưa này ngày hôm nay thì cho phép Minh Thành và Minh Thích xin được đại diện cho hai bên gia đình cũng như là cho hai em Văn Triển và Thu Thành sự
xin được trân trọng tuyên bố lễ ăn hỏi của em Thu Thành và Văn Triển chính thức được bắt đầu. Vâng, và quý vị có thể nở ra màn tràn tất cả lớn để cùng chúc mừng các bạn. Chân thành cảm ơn màn bắn pháo điện rất là tuyệt vời đến từ MC anh Lèo Lo. Vâng, xin được kính chúc anh có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác của mình. Vâng, ngày hôm nay thì ngày vui, ngày đặc biệt. Vâng, hai em đã chính thức về thưa với hai bên gia đình và về thưa với tất cả hai bên đồi ngoại để hai em được chính thức được là trưởng thành, là con, là cháu, là thành viên của hai bên gia đình rồi. Vâng ạ, giờ hôm nay thì Tống Cha, kể từ ngày hôm nay trở đi, Tống Cha và một đài chúng ta đã kết nối tình thông xa. Vâng ạ, một lần nữa xin kính chúc cho mối tình thông xa của Tống Cha và một đài chúng ta luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và gắn kết yêu thương. Và kính chúc cho hai em, vâng ạ, sớm chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới linh đình. Chúc cho hai em trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và quý vị ơi, gia đình ngày hôm nay thì chúng ta chuẩn bị những mâm cỗ, mâm rượu và để tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới quý vị khán giả chúng ta có mặt ở trong buổi trưa hôm nay thì cho phép gia đình hai bên nhà trai nhà gái cũng như hai em, vâng cô dâu chú rể tương lai chúng ta có một chén rượu để mời chung tất cả anh chị em cô chị chú bác chúng ta có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay một chén rượu được không các vị ơi? Hãy lẩu nơi xuống hỏa xuyên đây, hãy lẩu bay tới nhà trai nhà gái các bà bận cười tương lai hôm nay xuống hỏa xuyên đây. Ai là kim năm bàn, hóc khái năm bàn, ai là mi lẩu, hóc khái lẩu đâu, không ai pin nào nữa, ông là lẩu phải chèm tay mỗi đồ mỗi lán nữa. Vâng, giờ phút này thì Minh Thành và Minh Thích xin được bắt nhịp ạ. 1, 2, 3, quý vị cho thật to, 2, 3, số tiếp, 2, 3, chúc mừng cho hai em Văn Triển và Thu Thành được không ạ, quý vị ơi? Lấy bao nhiêu ơi? Không ai pin nào ơi? Cả nhà mình ơi? Dạ vâng, ngày hôm nay thì rất tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, chúng ta vừa được chứng kiến hai bên gia đình cũng như hai em Văn Triển và Thu Thành cũng đã diễn tiến tới tâm hình vị chúng ta trong buổi trưa hôm nay rồi. Vâng, để kết nối mối tình không xa đi tới ngàn năm và luôn gắn kết keo sơn với nhau thì xin được trân trọng kính mời đầu tiên xin được trân trọng kính mời hai ông thông xa trước ạ. Xin được tiến đến và bắt tay nhau. Vâng, xin được trân trọng kính mời ạ. Lũ tăng nông sở lón đại ta tăng nông sở lai lại phú ải phú là giúp ông cha ải ta là giúp mình nơi ông cán là chúc lầu ải phú cha ta nay ở mắt mau nữa số mày em có mê gì nữa hay sống với ải ta các ải phú không thắm khen gần của chúng tươi tươi phải với pin ông chúc sức khỏe cảm ơn pin ông không ma muôn hòn tầm muôn tây chúc phúc chúc buồn tôi đưa tổng cho nó sống với sống ải để con chén mà vâng, tiếp đến xin được trân trọng kính mời hai bà thông gia. Vâng, xin được trân trọng kính mời hai bà thông gia xin được tiến đến và bắt tay nhau và có thể dành cho nhau cái ôm để kết nối tình thông gia được không ạ? Thảo văn khăn mạnh đấy, em già đấy, là em nay đấy, ca sạc nhận đấy. Từ từ nào mà đi, để bên bó mắt kiểu bó phùng, bên đông tà kiểu bú già mối, để bên này bên đông xưng lắng hơn nhiều cả nữa, bú già tàn ai nữa. Học con ơi, con mê thích cả thầy xin nữa. Vâng, giờ phút này xin được trân trọng kính mời hai bà thông gia giúp một gà trở về từng bàn tiền có những chén rượu để cảm ơn quý vị và khách có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cuối cùng
Vâng, hai nhân vật cho chúng ta ngày hôm nay có mặt để kính trở về đây để chúc mừng cũng như để cùng tham dự lễ ăn hỏi của hai em. Vâng, Văn Triển và Thu Thanh, anh cũng chẳng biết nói gì hơn, sẽ kính chúc cho hai em sẽ trăm năm tình viên mãn và đồng nghĩa phu thê. Vâng, rồi vẫn xin trân trọng những người hai em sẽ cùng nắm chặt tay nhau, di chuyển đến từng bàn tiệc và có những lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể quý vị khán khách ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời.